Alo, xin chào tất cả bà con em nha. Đây, cuối năm rồi. Tới 21 rồi, 21 tháng chạp rồi. Về con tham gia tầm tầm 1 mét mốt. Có hầu rồi tay thuận. Lỗ lỗ 4 mấy. Tết anh em nào làm trước Tết thì chắc qua năm mới dọn xong nha. Rồi tới thuận. Con này nặng tầm hơn 2 tấn nha anh em. Rất là liền lạc. Con cặp thì chắc cỡ 230. Điện lạc luôn nha anh. Con này điện đen có sập nhông. Giá rẻ luôn. Em cho anh em sang tay luôn nha. Sang tay về dọn nha. Còn trong trong. Đây tình hình bệnh dịch nha em. Anh em chắc không phải xe máy được rồi. Anh em nhìn qua hình ok thì em gửi kích thước thông số nè, được cái chốt nè. Rồi chào bá. Có nhu cầu thì có gì ở đó nha. Chi tiết cụ thể em sẽ clip sau nha anh em. Mà nhớ đăng ký kênh để theo dõi clip sau nha. Xin chào tạm biệt.